Này, quay cho anh em bộ đồ mọt châu chấu đá xe nha anh em. Bò 46 mang cái mọt 5m1 nha. Thấy cũng hợp ghê chứ. Đúng không anh em? Em thấy nó phù hợp với nó không? Kéo mặt nhỏ nhỏ hoài không có ăn nên hôm nay em quyết định đấu vô cái mọt 5m1 này. Đo tua lại luôn. Chạy luôn. Chỉ chạy đường trường thôi nha anh em. Chứ không có chạy được với lại đất cứng thôi nha. Đường lầy thì anh em khỏi suy nghĩ đó đi. Mang xuống là dục chứ luôn. Đây. Cái mọt 5m1 ha. Đấu với phò 4.600. Này chắc đi kéo bông gòn quá anh em ơi. Vỏ còn đẹp ghê ha nè. Cũng khép chưa. Phò 4.600 mang bộ mọt 5m1. Cao 2m2 ngang 2m rưỡi. Cũng khép chưa. Cũng khép. Dí mới thay luôn nha anh em. Dí mới thay số mới luôn kìa. Không biết riêng anh em thấy sao chứ em là em thấy nó rất là hạp luôn á. Đó. Chưa. Rồi. Gửi hơi xa xa cho anh em giờ ha. Đó. Cũng đồng cũng hợp lý mà anh em. Vài bữa em đấu xong rồi em kéo em quay lên YouTube cho anh em xem luôn. Con 4.600 này chỉ 60 HP thôi nha anh em. Mà mang cái mọt vậy nè. Mọt dài 5m1 luôn. Mọt này ở Tây Ninh cũng là dạng mọt dữ á. Tiếp chưa. Em sẽ xây góc độ của anh em xem nó lần ha. Này, con phò của em này. Đó. Xe em yếu lắm nên em phải chơi 4 cái càng luôn, trợ hơi thêm. Kịp chưa? Này là con này em chỉ quay chơi thôi nha anh em. Quay cho anh em tham khảo chơi thôi. Con 46 mang một khủng thôi. Đây chắc chưa anh em nào chơi giống em đâu. Anh em cao nhất là 1m4 mấy à. Chứ một Tây Ninh chưa anh em nào dám mang 1m5 giống em đâu. Em chơi chọi luôn, chơi giật cúp anh em luôn. Tống mà em đi kéo mì súc luôn. Quýnh bằng tuần chắc 20 tấn chắc em chạy số 5 từ từ về tới nhà quá. Rồi, em xin chào anh em nha. Clip này chỉ mang tính chất giải trí thôi nha anh em, chứ không có gì đâu, anh em xem vui thôi. Rồi, em xin chào tất cả anh em nè.